Thank you.
Có thể sử dụng một tờ giấy A4 đặt giữa vòi phun và bàn in để hiệu chỉnh. Điều chỉnh phím lên hoặc xuống sao cho tờ giấy trượt giữa vòi phun và bàn in vừa tay, không quá nặng cũng không quá nhẹ. Thực hiện tương tự với 5 vị trí. Khi tiến hành in, ta điều chỉnh các thông số như nhiệt độ vòi phun, nhiệt độ bàn in, tốc độ quạt. Tùy theo loại nhựa mà chúng ta cài đặt thông số phù hợp. Sau khi cài đặt vòi phun và bàn in sẽ tiến hành gia nhiệt, khi đạt nhiệt độ yêu cầu quá trình in sẽ bắt đầu. Thank you.